Các bạn thân mến, chúng tôi rời Kon Tum và Gia Lai để đến với thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk vào một ngày mùa đông. Buôn Ma Thuột hay là Ban Mê Thuột là thành phố trung tâm và cũng là thành phố lớn nhất vùng Tây Nguyên và cũng là đô thị miền núi có dân số đông nhất Việt Nam. Trước mắt của các bạn đó là tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột mà hầu như du khách nào cũng đến thăm cũng như chụp hình khi tới đây. Đây là một tượng đài đẹp ở ngã 6 của thành phố và cũng là biểu tượng của phố núi. Bên dưới là chiếc xe tăng mang số hiệu 980 với nhiều câu chuyện cực hay về lịch sử. Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, Buôn Ma Thuột được coi là trận then chốt quyết định, bởi nếu chiếm được thị xã này thì sẽ làm rung chuyển cả Tây Nguyên và miền Nam. Tượng đài chiến thắng ở Buôn Ma Thuột mang ý nghĩa lịch sử và có nhiều điều vô cùng thú vị, đặc biệt là chiếc xe tăng mang số hiệu 980 trên tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột. Do thời tiết mưa và lạnh nên chúng tôi không thể đi trải nghiệm những cảnh đẹp, đặc biệt là những ngọn thác hùng vĩ của tỉnh Đắk Lắk, nên quyết định đi ăn sáng và sẵn sàng chinh phục hai con đèo nổi tiếng trên đường về, đó là Madrak và đèo Phượng Hoàng. Việc đi tham quan và tìm hiểu những địa danh của thành phố Buôn Ma Thuột. Xin hẹn các bạn vào lần sau, lúc thời tiết nắng đẹp thì chúng ta sẽ thoải mái hơn. Rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn và đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón xem. Bởi vì để nói về thành phố Buôn Ma Thuột thì có rất nhiều điều, đặc biệt là tình yêu của những con người đến với mảnh đất này. Tung Tăng TV xin hẹn gặp các bạn trong chương trình sau và chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chia sẻ. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng một món ăn rất là đặc trưng của phố núi này. Các bạn thân mến, buổi sáng chúng ta đến với Buôn Ma Thuột thì chúng ta sẽ thưởng thức món gì? Nhiều người thì sẽ đề xuất đó là món bún chìa, nghe tên lạ không ạ? Nhắc đến món bún thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến món bún bò Huế. Nó là một cái món rất là nổi tiếng, nhưng mà lên với mảnh đất Đại Ngàn, Tây Nguyên thì món bún chìa của Buôn Ma Thuột rất là độc đáo. Xin mời các bạn. Hai bên đường chúng ta đã thấy là cái không khí khá là đông bởi vì nhiều cái vị khách dừng xe để có thể thưởng thức cái món ăn này. Có ở khắp nơi, có món bún đỏ này. Đấy, món bún đỏ thì buổi tối chúng ta đi thưởng thức nó hợp lý hơn. Còn bây giờ chúng ta đi thưởng thức món bún chìa đã. Các bạn thân mến, các bạn bất ngờ chưa? Lúc đầu mình mà bước chân vào quán thì mình thấy cái chữ bún bò Huế ở phía sau thì cứ nghĩ rằng là sẽ là những cái món ăn mà nó liên quan đến Huế. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy cái tô bún chìa thì rất là bất ngờ. Hiện tại bây giờ thì cái thời điểm này là tô bún chìa này là 65.000 đồng và thấy nguyên cả một cái chân giò to đùng ấy. Mình xin phép cầm tay nha, cầm tay cho nó đã. Đây, một miếng này, một miếng giò mà to đùng như thế này ăn không khéo chắc là no đến tối luôn đấy. Ơi, ai sợ béo thì nên cân nhắc nha. 65.000 đấy. Bên này sẽ có một đĩa rau để ăn cùng, ăn kèm. Xin mời cả nhà thử miếng nước. Ngọt thơm. Đây này, thử miếng chia nha cả nhà. Ui dồi, cái này chắc phải cắt ra chứ. Thịt mềm lắm. Mà nghe cô bảo lấy từ heo, heo non á. Đây. Rồi, một món ăn mà chúng ta nên thưởng thức khi đến với Buôn Ma Thuột. Bây giờ xin phép cả nhà mình ăn đã. Thank you.
Các bạn thân mến, hiện nay Tung Tăng TV đang dừng chân ở dưới một con đèo rất là nổi tiếng của tỉnh Đắk Lắk, và chúng ta sẽ đi qua địa phận của tỉnh Khánh Hòa. Và thưa các bạn, đi qua đây sẽ là hai con đường đèo, một con đường đèo mang tên là Mờ Đờ Rắc, đó là theo cái dòng chữ mà mình đọc được. Và ở đây thì bà con địa phương gọi là Ma Đờ Rắc. Ma Đờ Rắc có nghĩa là bố và cái tên. Đấy, đó là hỏi theo tiếng của người ED. Và con đường tiếp theo đó là đèo Phượng Hoàng. Con đường đèo thứ nhất Mờ Đờ Rắc nó sẽ là 8 km, và con đường đèo thứ hai sẽ là con đường đèo Phượng Hoàng, nó khoảng 12 km. Hai con đường này thì sẽ là 20 km. Cô ơi, cô ơi, ở đây mình cái đèo Mờ Đờ Rắc hay là Ma Đờ Rắc cô? Ma Đờ Rắc à? Là cái tiếng này tiếng của người ED đúng không cô? À dạ, chính xác rồi các bạn nha. Nhiều lúc là chúng ta đọc mà không đúng thì phải hỏi người địa phương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành chinh phục hai con đèo nối liền giữa Tây Nguyên và miền Duyên Hải. Xin mời các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta xuất phát từ cầu số 18 ở km 59 cộng 520 ở quốc lộ 26 nha. Và từ trung tâm của thị trấn Mờ Đờ Rắc. Đấy, theo tiếng của người địa phương ở đây thì Mờ Đờ Rắc hay còn gọi là Ma Đờ Rắc theo người ED. Và chúng ta thấy ở trên cái địa danh thì ghi rõ ràng cái dòng chữ là Mờ phẩy Đờ Rắc. Đấy, ở trên này thì hầu như nói thử với các bạn là mình đọc không biết đọc, và đọc thế nào cho nó đúng thì phải hỏi người dân bản địa thì nó mới chuẩn được. Chúng ta sẽ xuất phát và đầu tiên cùng nhau khám phá cũng như chinh phục cái con đèo Mờ Đờ Rắc trước. Đấy, trong mắt của các bạn có một cô đang còn đội cái bao, có thể là bao lúa hay bao gì đấy. Và bây giờ chúng ta di chuyển thôi. Và con đèo Phượng Hoàng mà sắp tới chúng ta chinh phục, nó dài khoảng 12 km, được mệnh danh là cánh chim nối liền non cao với miền Duyên Hải. Chính xác hơn là nối liền giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta biết là một trong những tỉnh ở Tây Nguyên, còn Khánh Hòa sẽ là thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với những địa danh cực kỳ nổi tiếng như là thành phố biển Nha Trang và Cam Ranh. Đấy, một cái nơi quân sự, một cái biển quân sự nổi tiếng. Trước mắt của chúng ta có một chú bò bị có vấn đề gì mà đi cá nhắc rồi kìa. Đấy. Và con đèo Phượng Hoàng được mệnh danh là như một cánh chim trời mà đưa chúng ta có thể ngắm cảnh trời mây cực kỳ xinh đẹp. Cái thời điểm mà Tung Tăng TV di chuyển qua hai con đèo nổi tiếng này thì là cái lúc mà trời cũng khá là âm u. Hy vọng là để bù lại cái thời tiết những ngày nắng đẹp thì trời âm u này sẽ đưa các bạn ngắm được cảnh mây ở trên đèo. Và con đèo Phượng Hoàng thì thuộc địa phận huyện Ma Rắc hay là Mờ Rắc nha. Và nó cũng chính là cửa ngõ phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Ở đây là một cái nơi có một cái thắng cảnh cực kỳ đẹp với những con đường quanh co bám quanh cái sườn đồi, sườn núi. Đây, chúng ta sẽ di chuyển từ từ nha. Đấy, các bạn trên đường có thể ngắm cảnh bà con ở đây đi làm việc buổi sáng sẽ được chở bằng một chiếc xe như vậy. Nhìn rất là quen thuộc và thân thương đúng không ạ? Và nơi con đèo Phượng Hoàng này là đã có một câu chuyện về thời rất sinh đi qua tìm địa danh của Đà Lạt và có những chiến công vang dội với những dải núi đẹp. Đây, trước mắt của chúng ta sau khi đi qua cây cầu số 16 tại km 57 cộng 659 quốc lộ 26 thì chúng ta đã nhìn thấy cái biển là đèo Mờ Đờ Rắc. Đấy, Mờ Đờ Rắc dài 5 km. Đấy, theo cái bảng. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng để đi lên con đèo này trước, con đèo Ma Đờ Rắc trước, Mờ Đờ Rắc trước. Đấy, mình sẽ đọc theo hai cách. Cái này chúng ta hỏi người địa phương và biết thêm thông tin.
Lên với Tây Nguyên Đại Ngàn thì các bạn sẽ ngắm được những hình ảnh hùng vĩ của núi non, với những khoảnh khắc, những cái hình ảnh, những con đường ôm bao theo các sườn núi. Và đặc biệt đó là cảnh sinh hoạt cùng với những cái nụ cười thân thương của bà con ở Tây Nguyên. Và cái điều mà Tung Tăng thích nhất, Tung Tăng Tivi thích nhất đó là những con đường ở Tây Nguyên. Nó không có chập trùng với những vách núi mà dựng đứng như ở Tây Bắc, nhưng mà Tây Nguyên thì sẽ có những nét riêng với những con người chân chất, hiền lành, dễ thương. Đấy, các bạn đi đâu cũng thấy những hình ảnh rất là dễ thương luôn, đời thường. Và cái khu vực đèo Mờ Rắc này chúng ta đi ngang qua thấy mọi người sinh sống ở đây cũng khá là ít, không có nhiều như những nơi mà chúng ta đã chinh phục. Hầu như cái cuộc sống của bà con ở khu vực này đều phụ thuộc vào trồng trọt và chăn nuôi. Những cây như là cây cao su này, rồi những cây ăn quả này thì ở đây bà con trồng rất là nhiều. Và cái thời điểm mà chúng ta đang còn cùng nhau chinh phục cái con đèo này thì cũng là cái thời điểm mà hoa dã quỳ nó nở rất là nhiều, cho nên là trên đường đi các bạn sẽ thấy những hai bên đường sẽ có những bông hoa, những cái vườn hoa dã quỳ cực kỳ đẹp. Đây, đã có cái biển giới hạn tốc độ dành cho xe khách và xe giường nằm. Do Tung Tăng TV vừa di chuyển vừa lái xe cho nên là sẽ có những thông tin không chính xác, rất mong mọi người thông cảm bỏ qua. Và đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để chúng ta cùng đồng hành trên mọi cung đường tuyệt đẹp của Tổ quốc Việt Nam. Và Tung Tăng TV xin chân thành cảm ơn. Mỗi cái sự nhấn đăng ký, mỗi cái một lần mà nhấn subscribe thì là một cái niềm động viên rất là lớn dành cho anh em ekip phục vụ. Con đường mà chúng ta đang di chuyển vẫn là tuyến đường quốc lộ 26 các bạn nha. Và đi qua con đường thẳng này chúng ta sẽ đến cái khúc cua với nhiều đoạn quanh co nhất ở trên đèo Mờ Rắc này. Đọc nhanh theo kiểu của bà con địa phương. Wow, bây giờ chúng ta đã thấy những hình ảnh của mây ở trên con đèo. Và xa xa đó chính là con đèo Phượng Hoàng các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua khúc cua của đèo Mờ Rắc này đã. Sau đó chúng ta sẽ đến con đèo Phượng Hoàng. Và có lẽ hôm nay Tung Tăng TV cũng đã rất là gặp may, rất là may mắn để được chứng kiến hình ảnh mây ở trên trên đèo Phượng Hoàng và chia sẻ cho quý khán giả gần xa trong và ngoài nước. Đây là khúc cua ở trên đèo Mờ Rắc các bạn nha. Đấy, nó cũng không nguy hiểm lắm, con đường thì cũng khá là lớn, cho nên là chúng ta di chuyển một cách bình thường. Nó có dạng hình chữ S. Ở đây cũng có một số chỗ xuất hiện sạt lở vào cái mùa mưa. Đây, chúng ta đã đi qua cái đoạn cua nhiều nhất ở trên đèo Mờ Rắc. Và để tiến tới cái địa phận của con đèo Phượng Hoàng, một cánh chim, đấy, mệnh danh là cánh chim, nối liền giữa Tây Nguyên Đại Ngàn và thành phố biển xinh đẹp Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Tung Tăng TV và các bạn cũng đã đồng hành đi rất nhiều con đường đèo và tìm hiểu những cảnh đẹp thiên nhiên mà đã ban phú cho Việt Nam chúng ta. Do cái thời điểm này Tung Tăng TV xuất hiện ở thành phố Buôn Mê Thuột của tỉnh Đắk Lắk thì lại vào mùa mưa, cho nên là không chia sẻ được nhiều những hình ảnh đẹp, bởi vì chỉ có thời tiết nắng lên thì sẽ có những hình ảnh đẹp cho các bạn, nên là
Tuấn cũng muốn là hẹn gặp lại các bạn ở tại thành phố Buôn Mê Thuột trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan rất là nhiều nơi, ví dụ như là tượng đài chiến thắng này, bảo tàng này, rồi là chỗ nhà của vua Bảo Đại này, rồi những ngọn tháp Rainu Dresap này. Đấy, trời mưa thì nó rất là khó để cho chúng ta có thể quay, và đặc biệt đó là quay những cảnh trên cao. Đấy, các bạn đã thấy mây chưa? Chúng ta rất là may mắn khi lên đây đúng thời điểm mà gặp mây này. Từ vị trí này về Ninh Hòa khoảng 51 km. Đấy, mây trôi ở trên đỉnh núi. Trước mắt của các bạn đó là cầu số 14 ở km 52 cộng 546 quốc lộ 26 các bạn ạ. Đây, chúng ta vừa đi qua cầu. Cầu ở đây cũng nhỏ nhỏ thôi và được đánh theo cái số thứ tự. Ở khu vực này có khá nhiều những quán phục vụ cơm gà cũng như là sửa chữa phục vụ cái việc mà lốp xe nó có vấn đề các bạn nhá. Và đây cũng là vị trí của thôn 3 xã Ia Trang, huyện Mờ Rắc. Đấy. Nó cũng là cái khu vực để chúng ta dừng chân ở trên đèo Mờ Rắc. Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc con đường đèo Mờ Rắc, hay còn gọi là Ma Đờ Rắc. Đấy, mà mình đọc nhanh theo kiểu của đồng bào địa phương là Ma Rắc hoặc là Mờ Rắc cho nó nhanh. Đấy. Và con đường này sẽ dẫn chúng ta để tiếp tục đến với đèo Phượng Hoàng các bạn ạ. Nếu như con đường đèo Khánh Lê là con đường được mệnh danh là nối giữa biển và hoa, và cũng là con đường nối liền giữa ranh giới Nha Trang và Đà Lạt, thì đây là con đường đèo mà sẽ giúp cho chúng ta nối liền giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa. Cánh chim Phượng Hoàng. Đấy, nghe rất là hay. Và nếu như các bạn đến với Đắk Lắk thì hãy ghé thăm thành phố Buôn Ma Thuột. Thực ra thì cái tên mà Buôn Ma Thuột hay là Ban Mê Thuột thì nó cũng là giống nhau tùy theo cách gọi, và được gọi chính thức từ sau hình như là năm 1975 thì hầu như đổi qua cái tên chính xác là tên Buôn Ma Thuột các bạn nhá. Buôn Ma và Ban Mê. Và chúng ta đã nghe cái bài hát rất là nổi tiếng về cái địa danh này. Đó. Còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Đấy. Hư hạ. Rất là hay. Và mình rất là thích cái giọng ca của ca sĩ Imoan và chị Siêu Black. Đấy. Hai người mình rất là thích. Ở trước mắt các bạn sẽ thấy đó là cảnh của bà con địa phương đang còn làm việc trên những cái sườn đồi này. Đó. Họ làm việc trên những sườn đồi và sau lưng sẽ là cõng những cái gùi. Và có những cảnh mà Tuấn đã gặp ở một số địa phương đó là bà con vừa làm vừa hát để hoặc là nghe nhạc cho nó đỡ mệt. Và có một cái điều mà chúng ta lên với một số tỉnh Tây Nguyên như là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk thì sẽ thấy một số cái nghĩa trang hay là những ngôi mộ được che chở phía bên ngoài bởi những cái ngôi nhà bằng tôn. Đấy, rất là hay với những phong tục của bà con.
đến với cái trung tâm của Đắk Lắk, đó là thành phố Buôn Mê Thuột hay là Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột thì các bạn có thể đi chơi vòng quanh và nhìn thấy cái cuộc sống nó rất là hiện đại và phát triển. Đặc biệt là chúng ta nhìn cứ nghĩ rằng, đối với mọi người cứ hay đùa nhau rằng là nếu lên Tây Nguyên thì đi cưỡi voi. Voi đâu bây giờ còn nữa mà để cho các bạn cưỡi, bởi vì nói là nói như vậy thôi. Nhưng mà cái thời gian vừa qua thì có một cái quỹ đã chi 55 tỷ để dành cho việc bảo tồn động vật hoang dã như là voi, và để tránh khỏi cái việc là cưỡi voi nữa. Bởi vì voi bây giờ sinh sản nó rất là khó, và những con voi ở trên Tây Nguyên thì cũng khá là già, nên cái việc sinh sản nó khá là khó khăn. Cho nên là bây giờ cái việc quan trọng nhất đó là bảo tồn voi. Và như một số nước ở nước ngoài thì người ta sẽ chuyển dần cái du lịch cưỡi voi thành cái du lịch cho voi ăn. Đấy. Còn có một điều mà có lẽ các bạn hơi thắc mắc một chút. Chúng ta quan sát hai bên đường thì thấy một số hàng quán với những cái biển mang tên là Trung Nguyên Legend. Đấy, nhắc đến cà phê Trung Nguyên thì chúng ta biết là quá nổi tiếng. Và trong đó là có ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Thì theo thông tin mà Tung Tăng TV được biết thì khi mà chúng ta đi ngang qua con đèo này thì cũng là con đèo của quê hương Đắk Lắk, chính là quê hương của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đấy. Và đây là con đèo mà ngày xưa, ngày trước đây thì là mà ông chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã có những cái chuyến hành trình với quá trình đi trao tặng quà này cho người nghèo này, và tặng sách. Đấy. Cuốn sách đổi đời đấy. Mà mình cũng có một cuốn, nhưng mà đến bây giờ cuộc đời vẫn không thay đổi. Nó vẫn là đi lang thang, vẫn đi tung tăng và chia sẻ cho các bạn những cảnh đẹp của Việt Nam thôi. Cuộc đời nó vẫn chưa chịu thay đổi các bạn ạ. Vẫn như vậy, vẫn là Tuấn, vẫn là Tung Tăng TV thôi. Không thay đổi gì cả. Đọc mãi cũng không thay đổi được. Và cái con đường này thì một chốc nữa sẽ dẫn các bạn đến đèo Phượng Hoàng. Và thêm một chút thông tin, đó là trên đỉnh đèo Phượng Hoàng lại có một cái bộ tộc bắt chồng. Lạ lắm các bạn ạ. Nếu ở Tây Bắc có là những cái có những cái nơi có cái văn hóa là bắt vợ, thì đến bây giờ nó không còn nữa đâu. Đến bây giờ thì xã hội nó thay đổi rồi, nó tân tiến rồi, nên là cái việc bắt vợ thì cái sự có sự đồng thuận giữa cả hai bên. Ví dụ như yêu nhau, sau đó là hẹn hò nhau rồi làm cho đúng thủ tục. Đấy, đến là bắt là giả vờ như là la lên hết, ầm ầm, càng la hết thì càng chứng tỏ tình yêu. Đấy, đó là cái tập tục của đồng bào Tây Bắc. Cho nên là các bạn thường xem trên mạng hoặc là xem trên những phương tiện thông tin đại chúng thì sẽ thấy một anh chàng đi bắt một cô nàng và thấy cô đấy vùng vằng bằng mọi giá, thì cuối cùng cũng bị bắt thôi. Nhưng mà trong đó thì sẽ có hai cái hình thức. Một là bị bắt một cách là ép buộc, và cái hình thức thứ hai là đã được sự đồng thuận giữa hai bên. Và đến bây giờ thấy cái sự đồng thuận giữa hai bên thì mới được. Còn đến bây giờ vẫn duy trì cái đấy thì nó không còn phù hợp nữa. Bởi vì bây giờ là con người bình đẳng như nhau. Đó là nói về Tây Bắc. Còn nói về Tây Nguyên thì ở trên con đèo Phượng Hoàng mà chúng ta sắp chinh phục lại có một thông tin, đó là có bộ tộc bắt chồng ở trên này. Rất là thú vị đúng không các bạn? Và cái bộ tộc ở trên đỉnh đèo Phượng Hoàng này, đó chính là đồng bào dân tộc ED của chúng ta. Và theo cái phong tục thì ở đây thì các sơn nữ sẽ dùng trâu bò, chiêng ché và dùng tiền để bắt được người chồng ưng ý về ăn ở với mình cả đời. Thực sự nghe đến cái thông tin này thì mình cũng cảm thấy rất tò mò và cực kỳ thú vị. Nhưng không biết là bây giờ có còn hay không. Vì do quá trình mà lái xe quá nhiều
Thêm nữa là thời tiết nó thay đổi, cho nên là Tuấn cũng đã bị ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như là cũng cái ảnh hưởng đến giọng nói, cho nên mong các bạn hết sức thông cảm và chúng ta luôn đồng hành với nhau. Và khi nghe cái thông tin là trên đỉnh đèo Phượng Hoàng có tập tục bắt vợ thì bắt chồng chứ bắt chồng thì anh em ở trong đoàn cũng rất là hào hứng, vì đối với anh em ekip của Tung Tăng TV thì hầu như là các bạn đang còn rất là trẻ, chưa có gia đình. Thôi chắc là chuyến này hy vọng sẽ được bắt để về làm chồng, được làm người con của mảnh đất Đắk Lắk này đấy, nhưng mà không biết là có còn hay không. Chúng ta đi qua cây cầu số 10 km 44 732 vẫn trên tuyến quốc lộ 26. Thực sự bây giờ nam nữ cứ phải bình đẳng. Cái hình ảnh mà các bạn đang quan sát trên cao mà chúng ta vừa đi ngang qua đó là thôn 2 của xã Ea Trang, huyện Mờ Rắc đấy, tỉnh Đắk Lắk. Đối với những địa phương ở trên cao nguyên thì với chúng ta nhiều lúc cách đọc thế nào cho nó chuẩn thì cứ phải hỏi bà con địa phương cho chắc ăn. Theo thông tin thì Mờ Rắc là một trong những huyện xa nhất của tỉnh Đắk Lắk, và ở trung tâm của huyện nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 90 km theo quốc lộ 26. Và Mờ Rắc cũng là cái cửa ngõ phía đông của tỉnh với đèo Phượng Hoàng nối Đắk Lắk và Khánh Hòa. Và phần lớn ở đây thì huyện này thì là cao nguyên Mờ Rắc, hay còn gọi là cao nguyên Khánh Dương. Ở đây cũng là một nơi được mệnh danh là có tài nguyên rừng dồi dào và bậc nhất của Tây Nguyên. Ở đây các bạn nếu như nhìn từ trên cao thì sẽ có những cái vùng chuyên canh về cà phê, hay là các loại cây ăn trái như là bơ này, sầu riêng này, mít, vải và hoa màu. Ở huyện này thì có một thị trấn và 12 xã bao gồm các dân tộc thiểu số như là Ê Đê này, Mông này, Tày này, Nùng này, Mờ Nông này, Giao này, Thái này, chiếm trên 43%. Và ở đây thì ngoài có đèo Phượng Hoàng ra thì sẽ có núi Vọng Phu, cũng như rất là nhiều cái thác nước rất là đẹp như là thác The Ray Canal, thác Ea Mờ Đoan, Mờ Doan đấy. Con đường tuy dài nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện. Và các bạn nếu như đang xem video này thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký, ủng hộ kênh. Và nếu như chúng ta biết nhiều về những thông tin của cái địa phương này thì hãy chia sẻ về phía bên dưới, hãy comment phía bên dưới để chia sẻ cho tất cả những khán giả gần xa, trong và ngoài nước đều có thể nắm thêm thông tin và biết thêm về địa danh. Đặc biệt là Tuấn rất là mong những bạn
đang sinh sống tại địa bàn của Đắk Lắk, của tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ thêm thông tin để cho mọi người còn biết thêm. Bởi vì bản thân Tung Tăng TV cũng chỉ là du khách thôi, cũng là du khách và cũng là khách du lịch. Khi đến đây thì chắc chắn sẽ học hỏi và tìm hiểu thêm, thì kiến thức nó sẽ không đầy đủ và không am hiểu bằng người địa phương được. Bắt đầu đi vào cái khu vực con đường cua quanh co. Ở đây nếu như các bạn nhìn trên các sườn đồi sẽ thấy hầu như nó sẽ bị trọc hết, bởi vì bà con sẽ trồng các loại cây ở trên sườn đồi, và theo cái thời gian thì bà con sẽ thu hoạch, và sau khi thu hoạch xong thì sẽ đốt và trồng lại cái cây mới. Hầu như mọi thứ thì bà con đều canh tác ở trên mỗi sườn đồi. Hàng ngày thì bà con hầu như là sẽ phải đi những chặng đường rất là xa, sau đó là leo núi leo núi để có thể làm việc hàng ngày. Chúng ta vẫn đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 26 các bạn ạ. Hầu như con đường này các bạn quan sát những cái ngọn đồi hai bên thì đều không có cây cối gì cả. Và chúng ta quan sát ở phía dưới mặt đường thì thấy nó trọc lóc à. Và cũng nhiều bạn là đóng góp ý kiến cho Tung Tăng TV nói tại sao lại dùng những cảnh quay ở trên cao nhiều. Bởi vì những cảnh quay ở dưới đất thì nếu như chúng ta vào cua thì sẽ cực kỳ chóng mặt. Nhưng mà chúng ta quan sát những hình ảnh từ trên cao thì nó sẽ rất là hợp lý và ngắm được toàn cảnh, cũng như đỡ chóng mặt, chúng ta có thể xem nhiều hơn. Tất nhiên là Tung Tăng TV cũng muốn là cống hiến tất cả những hình ảnh đẹp nhất, nét nhất, chất lượng nhất, và cũng không muốn nhà mình chóng mặt khi xem những cái con đường mà của đất nước Việt Nam chúng ta. Và con đèo Phượng Hoàng cũng là con đèo mà mệnh danh là nỗi ám ảnh cũng như là nỗi khiếp sợ của cánh tài xế. Đó là câu chuyện trước đây thôi. Còn bây giờ thì mọi thứ đường xá nó cũng đã rất là tốt. Chỉ chạy ẩu thôi là mới nguy hiểm các bạn nhé. Còn chúng ta chạy chậm hay là di chuyển cẩn thận thì mọi việc sẽ an toàn thôi. Chúng ta đi ngang qua khu vực Buôn Ea Thi của địa phận huyện Mờ Đrắc. Tỉnh Đắk Lắk các bạn. Và xa xa các bạn đã thấy mây thấp thoáng trên các sườn núi.
Và khu vực này thì là cái khu vực mà điểm dừng chân dưới chân đèo Phượng Hoàng, để cho chúng ta có thể dừng lại kiểm tra xe cũng như là nghỉ ngơi hay là ăn uống trước khi chinh phục đèo Phượng Hoàng. Rồi, trước mắt của chúng ta đó là tấm biển đèo Phượng Hoàng. Theo trên biển thì dài 10 km, nhưng theo thông tin mà chúng ta được biết ở trên những trang thông tin thì đó là dài 12 km. Và bắt đầu cái quá trình bước vào cái con đường, đi vào con đường với khả xuống dốc liên tục các bạn. Đấy, xin chia sẻ cái thông tin với các bạn là đèo Phượng Hoàng là con đèo nằm trên quốc lộ 26 ở huyện Madrak, hay còn gọi là Madrak, của tỉnh Đắk Lắk, gần ranh giới với tỉnh Khánh Hòa. Chưa gì vào chân đèo đã thấy những cái miếu thờ rồi các bạn. Và con đèo này theo thông tin thì được biết đó là con đèo cũng là nỗi ám ảnh của cánh tài xế khi di chuyển qua đây. Đèo này nằm ở phía đông xã Ea Trang, huyện Madrak, tỉnh Đắk Lắk, giáp với xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trước đây thì đường đèo này rất nguy hiểm, nhưng mà hiện nay thì đã được cải tạo rất là nhiều, cũng như mở rộng cái tầm nhìn để phục vụ cho mọi người di chuyển qua đây. Và cái điều đặc biệt là chúng ta nhìn từ trên cao đã thấy những hình ảnh quanh co cực kỳ đẹp luôn. Và đây chính là cái góc nhìn mà mọi người ví như là cánh chim Phượng Hoàng, nối liền giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Và thêm một cái thông tin về lịch sử trước đây để chia sẻ cho các bạn. Đó là trong những năm chiến tranh thì quân đội Hoa Kỳ đã rải rất nhiều cái chất phát quang ở đây, khiến cho thời gian rất là lâu sau thì các quả đồi ở đây thì vẫn trơ trọi, cây cối chỉ có ba cạnh và cỏ tranh là rất là nhiều thôi. Và thời gian gần sau này thì nhờ cái sự nỗ lực của người dân Madrak và ngành lâm nghiệp tỉnh thì đèo đã dần xanh trở lại. Nên bây giờ các bạn nhìn ngắm những hình ảnh mà xanh từ trên cao là mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Và chúng ta quá trình thì cũng đi và nhìn thấy mây trên đỉnh đèo. Đây là một sự may mắn của Tung Tăng TV. Và chính trên con đèo này thì trong tháng 3 năm 1975, quân đội nhân dân Việt Nam đã có một chiến thắng rất là quan trọng, đánh bại một cái cuộc nhảy dù với quy mô lớn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khiến cho phía Việt Nam Cộng Hòa phải rời bỏ Tây Nguyên, tháo chạy về đồng bằng và dẫn đến thất bại hoàn toàn. Đó là thông tin về lịch sử khi chúng ta di chuyển và khám phá đèo Phượng Hoàng này. Đấy các bạn thấy đấy, bây giờ trước mắt của chúng ta đó là những hình ảnh của mây vờn quanh đỉnh núi rất là đẹp. Đường thì khá là rộng, cho nên là bây giờ mọi thứ phát triển chúng ta đi qua đây khá là dễ dàng các bạn nhé. Những mảng xanh tuyệt đẹp cộng với những hình ảnh của mây trắng bồng bềnh. Đấy, nếu có dịp các bạn đi ngang qua đây thì hãy thử một lần đi qua con đèo Phượng Hoàng này. Độ dài chính xác mà khi Tung Tăng TV đi tìm hiểu và khám phá thì đèo Madrak theo thông tin mọi người chia sẻ đó là 8 km, nhưng trên bảng ở ngay chân đèo chỉ là 5 km.
còn đèo Phượng Hoàng thì mọi người chia sẻ là 12 km với chiều dài, nhưng mà thực tế thì ở trên bảng ghi là 10 km. Nên là chúng ta di chuyển qua hai con đèo này tính tổng là hai con đèo khoảng 15 km các bạn ạ. Chúng ta đi trải nghiệm thực tế và biết được thông tin nó chính xác hơn. Và xin chia sẻ một chút cái thông tin về tên gọi Buôn Ma Thuột hay là Ban Mê Thuột. Đấy, bởi vì mình rất là thích thành phố này. Bởi vì nếu như cái tên Buôn Ma Thuột, nếu viết tắt là đó là chữ BMT. Đấy, BMT thì cũng chính là cái họ và tên của Tuấn luôn. Tuấn là Bùi Minh Tuấn nha. Cho nên rất là thích cái điều này. Và mọi người cũng hay thắc mắc là tại sao lại gọi Ban Mê Thuột hoặc là Buôn Ma Thuột. Thì đây là một cái điều khá là thú vị. Cái tên là Ban Mê Thuột trước năm 1975 và Buôn Ma Thuột sau 1975 đến nay đều là tên của một thành phố của Đắk Lắk. Ban Mê Thuột hay là Bản Mế Thuột có nghĩa là làng của mẹ thằng Thuột. Đấy, một cách giải thích nó khá là thú vị. Còn Buôn Ma Thuột hay là Buôn A Ma Thuột có nghĩa là làng của cha thằng Thuột. Đấy. Và theo như thông tin thì A Ma Thuột vốn là tù trưởng của một cái bộ lạc giàu mạnh. Và hiện nay thì vẫn chưa có một cái tài liệu nào ghi tên thật của ông A Ma Thuột này. Và người ta gọi ông là A Ma Thuột và vợ ông là Mế Thuột. Nên là theo cách gọi người cha, người mẹ bằng tên trưởng nam của họ. Ở trên này thì các bạn sẽ nhìn thấy bản hay là buôn đều có nghĩa là thôn hoặc làng. Và các dân tộc Tây Nguyên, miền núi thuộc các tỉnh Duyên Hải, miền Trung thì thường gọi làng của mình là buôn. Trong khi bà con ở miền núi phía Bắc gọi làng là bản, cũng giống như một số dân tộc ở người Lào. Và nói sơ một chút về cái thời xa xưa, ở cái khu rừng ven sông Serepok gần biên giới Việt Nam Campuchia thì có rất là nhiều voi. Và một số người Lào thì rất là giỏi nghề săn bắt thuần hóa voi rừng, sang định cư ở Việt Nam chúng ta và lập nên cái bản Đôn. Cho nên chúng ta đã nghe câu hát là chú voi con ở bản Đôn đúng không ạ? Đấy. Ngày nay thì mọi người vẫn dùng từ bản Đôn, nhưng tên chính thức của bản Đôn đó chính là Buôn Đôn. Và theo cách gọi của người Ê Đê và người Mờ Nông bản xứ thì ngoài ra thì Buôn Đôn còn là một huyện của tỉnh Đắk Lắk. Đây là cái vị trí đã có tấm bảng là huyện Mờ Rắc, tạm biệt quý khách. Chúng ta vừa di chuyển từ từ qua đèo Phượng Hoàng cũng như chia sẻ cho các bạn. Sau khi nhìn thấy tấm bảng huyện Mờ Rắc, tạm biệt quý khách thì chúng ta sẽ dần di chuyển đến ranh giới của hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Xa xa các bạn đã thấy mây chưa? Mây rất là đẹp. Hai bên đường các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cây chuối mà bà con trồng ở trên khu vực này.
Rồi, cái vị trí theo như bản đồ ở trên Google Maps thì đây là ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa các bạn nha. Vị trí mà Tung Tăng TV đang đi qua đây. Bây giờ chúng ta đã đi qua cái ranh giới của tỉnh Khánh Hòa rồi. Sẽ là cái đoạn mà chúng ta xuống dốc liên tục. Thực ra đèo Phượng Hoàng của ngày xưa thì nguy hiểm, nhưng đến bây giờ thì con đường cũng khá là dễ đi. Biển báo hầu như khá là đầy đủ. Có luôn cái bảo vệ bên phía bên tay phải cho chúng ta di chuyển luôn. Lan can đầy đủ. Đấy, trên đã thấy mây rồi các bạn nha. Ở vị trí này về Nha Trang còn hơn 60 km nữa. Hầu như khu vực này bà con ở đây sinh sống ít lắm, không có. Mây chúng ta gặp mây ở trên đỉnh núi luôn, thấy rất là đẹp. Và ở đây đã thấy một số bác tài xế với mang biển số 79 là 7 là số của tỉnh Khánh Hòa, còn ở Đắk Lắk sẽ là 47 các bạn nha. Đấy, 47 Đắk Lắk, chào anh em. Đây, vị trí ở đây là cũng là cái điểm dừng chân ở dưới chân đèo Phượng Hoàng. Và chúng ta đã thấy đồng bằng thân yêu rồi. Đã đến cái khu vực của tỉnh Khánh Hòa rồi các bạn ạ. Cũng như là gần kết thúc cái đèo Phượng Hoàng này. Thực ra mọi người nói đèo này khó là của ngày xưa thôi, còn đến bây giờ đường xá đi nó dễ dàng rồi các bạn. Chúng ta nên chọn cái thời điểm nào không có mây mù, không có mưa và dễ dàng nhất để các bạn có thể di chuyển qua đèo này. Rồi, đã đến chân đèo, kết thúc hành trình chinh phục, khám phá đèo Mờ Rắc với chiều dài thực tế là 5 km, và đèo Phượng Hoàng chiều dài thực tế là
10 km. Đó, chúng ta đã đến với địa phận của tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là nơi địa phận của suối Mít, Ninh Tây, Khánh Hòa. Về với đồng bằng. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Tung Tăng TV. Đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký để ủng hộ tinh thần cho anh em ekip. Và rất là cảm ơn mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye và hẹn gặp lại.